Nhà vườn Thành Nam gửi lời chào các bác yêu cây. Chúc các bác đang xem video của nhà vườn Thành Nam thật là nhiều sức khỏe. Trong video ngày hôm nay thì nhà vườn em vừa về một số tác phẩm và báo giá cho các bác nhân dịp cuối năm để các bác về có thể trang trí nhà cửa hoặc làm quà tặng tân gia hoặc quà biếu nhân dịp cuối năm này. Và tác phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác đó là tác phẩm Xanh Nam Điền dáng phụ tử liên chi. Tác phẩm này có kích thước chiều cao từ mặt chậu lên tới quả phúc bên trên, nó là 1m6, nếu tính cả chậu thì khoảng 2m, tàn rộng nhất của cây là 1m8, một con số theo phong thủy cũng rất là đẹp và đầy ý nghĩa. Đây cũng là một tác phẩm được tạo tác dưới bàn tay của nghệ nhân vùng đất Nam Điền, Nam Định tạo nên. Cho nên khi các bác chơi cây mà muốn yêu cầu về có độ nét, độ kỹ, độ già thì tác phẩm này hoàn toàn có thể đáp ứng được cho các bác. Và tác phẩm này cũng rất là đẹp và rất là phù hợp khi các bác chơi ở nhà cổ hoặc các bác chơi ở biệt thự thì sẽ tôn lên không gian xanh, không gian sống của các bác nên rất là nhiều. Và tác phẩm này nhà vườn em xin báo giá công khai là 20 triệu cả cây, cả chậu, cả vận chuyển tận nơi cho các bác trong bán kính 100 km. Xa hơn thì các bác có thể phụ cho nhà vườn em một chút, các bác nhận đúng cây mới thanh toán. Bác nào ưng và muốn sở hữu tác phẩm này thì gọi trực tiếp lên số điện thoại của nhà vườn em đang để trên góc màn hình. Sau đây em xin mời các bác đến với tác phẩm tiếp theo. Đó là một tác phẩm xanh dáng lão mai. Tác phẩm này có kích thước chiều cao từ mặt chậu lên tới quả phúc bên trên là khoảng 2m2 và tán bay là 2m6. Cái vanh gốc của nó là 2m1. Tác phẩm này thì cũng đã được hoàn thiện rất là lâu, bông tàn mịn tít, không dây nhôm, không vê bổ. Và ở bên dưới tay đòn của tác phẩm này thì các bác có thể treo chim, treo lan đều được các bác nhé. Nhà bác nào có sân vườn rộng, sân vườn biệt thự hoặc sân vườn nhà cổ thì các bác có thể chơi một tác phẩm này thì cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp của nhà các bác rất là nhiều các bác nhé. Kích thước của chậu tác phẩm này là dài 2m, ngang 1m rưỡi. Các bác thấy vừa khẩu độ không gian và tác phẩm này các bác thấy đẹp thì các bác có thể giao lưu với nhà vườn Thành Nam. Và tác phẩm này nhà vườn em xin báo giá công khai là 26 triệu, đã bao gồm cả cây, cả chậu, cả vận chuyển tận nơi cho các bác. Các bác nhận đúng cây mới thanh toán. Các bác ưng và các bác muốn sở hữu tác phẩm nào thì các bác hãy chụp ảnh lại màn hình và kết bạn qua Zalo thì em sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác. Hoặc là các bác muốn tìm cho mình một số những cái tác phẩm độc đáo phù hợp với không gian, phù hợp với sở thích của mình thì các bác cứ nhắn tin hoặc liên hệ, em sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của nhà vườn Thành Nam. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.